bây giờ mới nhận ra người quen. Cậu lại còn trùm khăn kiểu như người rừng nữa chứ. Chồng đúng là man rợ. Ôi, này, còn cậu ấy thì sinh ra nhiều đấy. Tớ vào đây để mua một chiếc bánh sinh nhật, tự tặng sinh nhật mình. Cậu có muốn ăn cùng với tớ không? Được rồi, về nhà tớ nhá. Tuyệt. À, phòng nhỏ nhưng mà gọn ra phết đấy nhỉ. Chuyện khen đều đấy. Đầu bò, lớn rồi mà vẫn vậy à? Mà này, hả? Thế sao cậu biến mất luôn như thế? Tớ đã tìm cậu bằng nhiều cách nhưng mà cứ như thể là cậu hoàn toàn bốc hơi mất ấy. Ừ, thì đúng là mình bốc hơi chứ sao nữa. Này, nghiêm túc đi. Anh biết không? Tớ nghỉ học rồi. Cái gì? Thật á? Này, phải không đấy? Hay là... là tin đồn? Kìa, đừng có tròn mắt sững sờ như thế chứ. Chính xác là tớ tạm nghỉ học. Nhưng mà này, thôi quên chuyện đó đi. Tớ chỉ muốn bọn mình ở đây để mừng sinh nhật tớ thôi. Cho nên chuyện kia xét cho cùng thì đâu có quan trọng gì, đúng không? Ý tớ là chuyện bốc hơi hay là nghỉ học ấy mà. Khó hiểu phết. À, nhưng mà có một chuyện cực kỳ quan trọng đấy. Thế à? Đúng thật là cậu tìm tớ á? Thì tìm một thằng bạn luôn luôn có những ý tưởng điên rồ, bỗng nhiên biến mất đột ngột ấy. Thế thôi à? Ừ. Vậy mà cứ tưởng... Nhưng quan trọng là bây giờ cậu đã ở đây, ngay đây, và một ngày không thể lạnh giá hơn. Cậu thấy kỳ diệu không? Chuẩn bị thổi nến nào. À, tớ đấy, cắm xong nến rồi đấy. Thắp lửa nhé. Này, cậu có nhớ là hồi lớp 10 khi leo núi, chúng mình đã nói với nhau những gì không? Nhớ chứ. Khi chúng ta háo hức đi bộ gần 8 km đường dốc lên núi và ỉu xìu sau khi thấy chẳng có cảnh quan hùng vĩ nào đáng xem cả. Thế là lại lủi thủi đi xuống 8 km. Công nhận, nó giống kiểu mở một hộp quà to đùng, rực rỡ, nhưng mà cuối cùng tất cả những gì có ở trong đó chỉ là không khí, đúng không? Này, ê, có cái gì hay ở trên đấy không? Đẹp quá, mệt lắm, nhưng mà thôi, leo núi nó thế, cố lên Tuấn ơi. Cái bạn này hay nhở, phải lên tới nơi thì mới biết được có cái gì hay ho ở trên đó không chứ. Rồi, vấn đề là phải biết là có một thứ gì đó tuyệt vời đang chờ mình trên đấy thì mới có động lực lớn để bước tiếp, đúng không? Ôi rồi, thực dụng thế, leo lên đi. À, các cậu ơi, Tuấn nói cũng hay đấy. Kiểu như mình có mục tiêu gì đó để chinh phục ấy. Thì kiểu như vậy đấy. Nhưng mà này, có phải lúc nào mình cũng biết có cái gì đó thú vị ở phía trước đâu chứ? Nên là cậu cứ leo tiếp đi, hơn là tiếp tục ở giữa lưng chừng và kêu ca với núi rừng như thế này. Này, thế mục tiêu của cậu là gì? Xem nào, dài hạn là đi thật là nhiều nơi, gặp thật nhiều người. Còn ngắn hạn, chà chà, là làm sao để thúc giục cậu leo được đến trên kia kìa. Còn có cực nhiều kỷ niệm với lớp, rồi với trường, với nhóm bóng rổ nữa cơ mà. Cũng đúng. À, mà bây giờ cậu không còn thích thích tớ nữa hả? Còn chứ. Đừng có đùa dai. Cậu nghĩ sao cũng được. Còn thích ai hay không thì đấy là quyền của tớ mà, đúng không? Rất nhiều khi nghĩ về chuyến đi đấy, tớ luôn nghĩ về những mục tiêu của mình. Tớ tự hỏi, có phải đúng như tớ từng nói với cậu không? Rằng mình cứ tiếp tục thì mới biết được có gì thú vị ở phía trước hay không? Thế không phải là đi thật nhiều nơi, gặp được thật nhiều người à? Ừ đúng, đó là những gì tớ luôn muốn. Nhưng mà cậu biết không, suốt thời đi học nhá, quãng thời gian khó khăn nhất với tớ không phải là kiểm tra hay là thi cử, mà là lúc đăng ký hồ sơ đại học. Mệt mỏi và hoang mang. Hoặc lúc đó tớ nghĩ đó chỉ là những mong muốn viển vông. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã vượt qua được. Ừ. Còn tớ vào đại học mà không hiểu sao luôn có cảm giác như là một cú rơi ấy. Tớ thấy mình như là mất thăng bằng ở một nơi lạ lẫm. Nói thật,
Đến bây giờ mình vẫn có cảm giác như đi qua một biển sương mù vậy. Cậu hoài nghi về những gì cậu đang làm. Cậu mệt mỏi khi bị mất phương hướng đúng không? Chính xác là như vậy. Vẫn là những cảm giác ấy. Tớ cũng từng như thế mà. Và tớ nghĩ bất cứ người trẻ nào cũng ít nhiều rơi vào cảm giác như thế. Chơi vơi và hoang mang khi nghĩ về tương lai. Ừ, đúng. Tớ đã nghĩ như thế ngay cả những lúc trên giảng đường. Rồi khi phải nhìn những dự định đang bị bỏ xó mốc meo. Khoảng thời gian khủng khiếp ấy khiến tớ bỗng dưng muốn cắt đứt liên lạc với thế giới hiện tại. Dù điều đó cũng thật là khó khăn. Nhưng rồi tớ lại nghĩ tớ nên thăng bằng lại và sẽ làm một điều gì đó mà mình muốn. Dù nó có viển vông thì ít nhất cũng giúp mình lấy lại được thăng bằng. Ừ. Thế nên tớ đã tạm thời ngừng học. Ừ. Thôi được rồi. Cuối cùng thì tớ cũng biết vì sao mà cậu lại bốc hơi. Cậu thấy điên rồ đúng không? Ai cũng nói tớ vậy đấy. À không, tớ thấy cậu dũng cảm đấy chứ. Mình có thể coi đây như là một lời khen không? Đúng thế mà. Sao hôm nay cậu lại trở về? À, hôm nay tớ 19 tuổi. Tớ bỗng thấy nhớ nhà và cần có một người bạn như cậu để nói chuyện. Cậu trưởng thành dần rồi đấy. Mà này, nói cho tớ biết lúc nãy thổi nến ý, cậu ước điều gì? Lúc nãy tớ chẳng ước gì cả. Vì điều ước duy nhất của tớ là được gặp lại cậu. Thế chẳng phải nó đã thành hiện thực rồi sao? Thì mình vẫn ở đây, vẫn học đại học ngay tại thành phố của chúng ta. Gặp lại có khó khăn gì đâu mà cậu phải ước nào. Nhưng mình sợ biết đâu cậu lại có dự định mới. Cắt bánh đi nào. Ăn xong thì cậu về nhà đi, kẻo bố cậu lại mong đấy. Khi Tuấn từ nhà Oanh về, trời đã tối hẳn, đường phố khá yên tĩnh. Những đóa hoa dạ hương bắt đầu phảng phất hương thơm khắp các con ngõ. Một cảm giác vừa gần gũi, vừa xa xăm, chợt ùa về. Tuấn vào nhà với tâm trạng vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của bố, cậu lại lo lắng. Ông Thanh là một đại tá quân đội đã nghỉ hưu, nên việc bỏ học đột ngột của cậu con trai là điều không thể chấp nhận. Bố vẫn chưa ngủ à? Chưa. Ngủ làm sao được. Thế sao bố biết con về mà ngồi đợi à? Ngày nào tôi chẳng ngồi như thế này. Thế sao bố không lên phòng ngủ hay là phòng đọc sách? Bố ngồi dưới này. Bởi vì đây là nơi mà các gia đình người ta thường quây quần bên nhau. Còn tôi chỉ có một mình. Kìa bố, mẹ con mất đã lâu, chị Bính cũng đã có gia đình riêng. Sao bố không tìm một ai đó để có người bầu bạn à? Ngay cả với thằng con trai của mình, tôi còn không hòa hợp nổi, thì ai người ta có thể sống với tôi được? Kìa bố đừng cả nghĩ như thế. Con đã 19 tuổi rồi, và con có thể quyết định được tương lai của mình. Và cái tương lai của anh chính là để trở thành một thằng ất ơ. Thích học thì học, không thích học thì nghỉ. Có đúng không? Tại sao mọi người cứ luôn cho rằng cứ phải vào đại học thì mới có được một tương lai đàng hoàng ạ? Vậy anh nghĩ những kẻ lông bông như anh là sẽ thành tài đấy hả? Bố có biết rằng nhiều danh nhân và triệu phú trên thế giới đã bỏ dở đại học để lập nghiệp đấy thôi ạ? Đấy là những người quá xuất chúng. Họ sẵn có bộ óc vĩ đại. Vâng. Và họ cũng là những người sớm có thực tế cuộc sống. Điều mà chúng con chưa có được ạ. Đến lúc đi làm rồi, ắt sẽ được tiếp cận với thực tế thôi. Nhưng bố bảo con sẽ đi làm như thế nào khi chưa biết mình có khả năng làm công việc gì, muốn làm công việc gì trong tương lai hả bố? Các anh chỉ giỏi vẽ chuyện, nghề nào đàng hoàng và kiếm ra được nhiều tiền, thế thì làm. Đơn giản thế thôi. Có gì mà phải suy với nghĩ cho nó mệt. Bố chẳng hiểu gì về con hết ạ. Vậy thì anh hiểu về bản thân mình đấy à? Nhưng con không bắt ai phải làm theo ý mình cả. Vớ vẩn. Bố nghĩ con bỏ học để lêu lổng phải không ạ? Bố nhầm rồi ạ. Thế thì anh đã làm gì trong nửa năm qua? Bố, con đã làm công cho một trang trại nuôi bò sữa ở vùng cao. Và con thấy cuộc sống ở nơi đó vất vả, nhưng mà rất ý nghĩa. Ở đó không có những con người buồn chán, tẻ nhạt trong những tòa nhà kín bưng và cô độc. Nơi đó dù nghèo khổ, dù vất vả, nhưng tình cảm giữa những con người luôn ấm áp. Những đứa trẻ đi chân đất,
mặt mũi lọ lem nhưng lại rất đáng yêu. Quá mơ mộng. Vậy giờ đã đi chán chưa? Về rồi thì đăng ký học lại đi. Ngay lúc anh bỏ học, tôi đã đến trường gặp thầy hiệu trưởng để xin bảo lưu rồi. Bố cẩn thận thật đấy ạ. Chứ sao nữa, anh tưởng thi lại đại học mà dễ à? Nhưng con có phải thi đâu bố. Quan trọng là anh không phải thi mà được tuyển thẳng vì thành tích tốt tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Được tuyển rồi con lại thấy hối hận. Lẽ ra con phải suy nghĩ kỹ hơn chứ không phải vào học ngay tại ngôi trường mà người ta đã xếp cho mình vào. Ý anh là thế nào? Bố ạ, con thấy mình không hợp với ngành học đó. Nếu sau này có đi học lại, con cũng sẽ đổi thôi ạ. Đừng có trẻ con. Không, thưa bố, con nói hoàn toàn nghiêm túc đấy ạ. Sao? Anh định bỏ một ngành học bao nhiêu người mơ ước để chạy theo một ý thích nhất thời? Dạ, đó không phải là ý thích nhất thời ạ. Trong những ngày tháng làm việc tại trang trại bò sữa, con mới biết rằng mình rất yêu quý súc vật và nghề chăn nuôi. Nhất là khi ta nuôi những con vật không phải để giết thịt. Con thấy công việc đó rất hợp với mình ạ. Đừng có điên. Anh chọn đi. Một là tôi, hai là cái công việc vớ vẩn mà bất kỳ kẻ vô học nào cũng có thể làm được. Kìa, xin bố, bố đừng bắt con phải lựa chọn ạ. Không, anh phải chọn. Vậy thì con lại ra đi. Con xin lỗi bố vì tất cả những điều này ạ. Trời ơi. Kìa, bố ơi, bố làm sao vậy? À, thì mất thôi con ơi, làm sao vừa về đến nhà đã cãi bố thế hả Tuấn? Gọi cấp cứu đi con, gọi cấp cứu. Dạ, cấp dạ, cứu vâng, nhanh vâng, lên để cháu gọi ạ. Đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ thích nổi nóng với lũ trẻ làm cái gì không biết. Thằng Tuấn nó đâu rồi anh Bình? Tuấn với ta cái gì? Nó lớn rồi, để nó tự lo chuyện của mình đi. Chú hơi đâu mà cứ xen vào như vậy rồi lại bệnh nặng thêm rồi. Sao bác lại nói là xen vào? Em là bố nó cơ mà. Không ai lấy mất quyền làm bố của chú. Nhưng chú phải hiểu bây giờ nó khác rồi. Chuyện của bọn nhỏ thì để chúng tự quyết định lấy. Đã qua cái thời bố mẹ nghĩ hộ, làm hộ rồi chịu cả hậu quả thay cho con rồi chú nhá. À mà thôi, chú đang mệt, nghỉ ngơi đi, rồi để về nhà ta nói chuyện sau. Nhưng nó lại đi rồi hay sao? Nó đi mua cháo cho chú đấy. Nhưng mà này, chuyện đâu còn có đó. Lát nó vào cứ bình thường nhá, như không nghe nhá. Đừng có làm ầm lên như thế nữa. Sức khỏe của chú bây giờ rất là quan trọng chú vậy. Em nghe bác, em sẽ bình tĩnh. Nhưng có gì xin bác cứ khuyên can nó giúp em. Này, dạ. Sau này chú cũng phải học cách sống như tôi đi. Bọn trẻ lớn lên tự chúng biết lo cuộc sống của mình. Mình có cố cũng không lo mãi được cho chúng nó nữa đâu. Này, chúng ta già rồi, là lớp người đã cũ, trong khi cuộc sống hôm nay những cái mới thì vô vàn chú ạ. Nhưng mà thằng bé nhà em, nó vẫn còn bồng bột lắm, chứ không được như các cháu nhà bác. Mẹ nó mất sớm, em cành gà trống nuôi con, nên cũng rất khó có thể chu toàn. Này, nói đây, tôi với chú biết rồi nhá. Con cái cũng giống như chim vậy. Mình làm sao mà giữ được, mà giữ chắc gì đã tốt hơn. Vâng, đúng là thiệt cho em và bác là cùng rơi vào cảnh vợ lại thác sớm. Thôi, số mình nó vậy, nghĩ nhiều mà làm gì. Mà tôi nói thật, vợ chồng già không phải lúc nào cũng vui đâu chú ạ. Cũng lắm chuyện ra phết đấy chứ, không phải chuyện đùa đâu. Nên là đi bước nữa chưa chắc đã là hay, đúng không chú? Nhưng ít ra sớm tối cũng đỡ cô quạnh. Nhưng nỗi buồn cũng thấy được chia sẻ. Tại chú cứ già mình chứ cuộc sống thiếu gì cái nguồn vui. Đọc báo này, nghe nhạc này, thể thao, tham gia các câu lạc bộ giải trí, thậm chí là tìm bạn già nữa. Bác. Hả? Bác đừng nói với em là bác có bạn rồi đấy nhá. Có chứ. Vậy mà không thấy bác kể.
Thấy chú cứ đăm chiêu đến chán cả người thì kể làm cái gì. Dịp này thằng Tuấn nó về, tôi sẽ bảo nó là ở nhà chăm sóc chú một thời gian cho nó khỏe hẳn, rồi ta lại tính tiếp. Còn cái chuyện học hành của nó ấy, thì cứ để đó đã nhá. Khi nó chưa thực sự muốn thì mình cũng không nên ép nó làm gì. Gia đình không phải như là doanh trại quân đội đâu nhá. Đùng một cái ra lệnh một cái là được ngay đâu chú ạ. Nhưng ngoài việc bảo ban, hướng dẫn cho cháu, em còn biết làm gì nữa hả bác? Ôi giời ơi, thương con thì thiếu gì cách hả chú? Cứ để từ từ, tôi bày cho. Một tháng sau, khi sức khỏe của ông Thanh đã ổn định, ông có thể tự đi lại và thực hiện các sinh hoạt cá nhân tối thiểu của mình. Tuấn bắt đầu có thời gian rảnh rỗi vì không phải chăm sóc bố nhiều như trước nữa. Cậu lại nhớ đến trang trại bò sữa ở vùng cao, nơi đáp ứng được đầy đủ những mong ước khám phá, những điều mới mẻ của một chàng trai mới lớn. Đang đứng thẩn thơ, thì Tuấn giật mình quay lại vì giọng nói quen thuộc. Này, nhìn gì mà chăm chú thế? Oanh đấy à? Được nghỉ học hay sao mà lại có thời gian đến đây thăm mình? Này, xem mình mang gì đến cho cậu đây này. Cún con à? Cậu kiếm ở đâu ra thế? Mình xin được ở nhà cô hàng xóm đấy. Mình thích lắm, nhưng mà mẹ mình không cho nuôi. Cậu giữ giúp mình nhá. À, mà hai đứa mình nuôi chung. Gì cơ? Nuôi chung á? Nuôi chung là nuôi thế nào? Thì cậu cứ cho cu cậu ở đây, thỉnh thoảng mình sẽ sang thăm và mang đồ ăn đến nữa. Thăm ai? Mang đồ ăn cho ai hả? Thì thăm cả hai. Còn đồ ăn thì chắc chắn là chỉ của cún con thôi. Thăm thì được, còn đồ ăn thì thôi. Làm như nó ăn nhiều lắm không bằng ấy. Với lại hôm nào mình cũng đi chợ, sẽ có sẵn đồ ăn cho cậu chàng thôi. Thế thì tốt quá rồi. Mình cứ lo là cậu không thích nuôi chó đấy. Thích lắm đấy chứ. Với lại bây giờ ở nhà với bố mình, lại thấy nhớ chạy bò sữa trên kia. Nhưng bây giờ cậu cũng không thể để bố cậu ở nhà một mình được. Bác đã có tuổi rồi, với lại cũng không được khỏe nữa. Thì cũng đúng. Với lại mình cũng muốn được bay nhảy với ước mơ của mình cơ. Thì tạm thời cậu cứ ở nhà với bố đi đã. Đợi khi bác khỏe lại rồi, với lại có chú cún con của mình, cậu sẽ vui hơn nhiều đấy. Chắc có lẽ thế. Nhưng mà anh này, hả? Có bao giờ cậu nghĩ mơ ước của tớ là vớ vẩn không? Không có ước mơ nào là vớ vẩn hay là vĩ đại cả. Vấn đề là chúng ta đã làm gì với ước mơ của mình thôi. Thế Oanh có nghĩ là mình có lý khi bỏ học không? Mình luôn luôn ủng hộ cậu, kể cả khi mình không thích chuyện bỏ học. Nhưng nếu cậu làm điều đó để vượt qua một trạng thái khó khăn thì mình còn khuyến khích nữa ấy chứ. Cảm ơn Oanh. Gì mà khách sáo thế? Không, mình cảm ơn vì con chó cậu mang đến cơ mà. Thế à? Mình cảm thấy cậu đã nghĩ cho mình rất nhiều khi mang chú chó đến đây. Nghĩ gì nào? Thì đại loại là kiểu muốn tốt cho mình đúng không? Thật sự thì mình không sợ cậu buồn, mà là lo cậu sẽ có cảm giác hoang mang, không có đích đến như cái lúc cậu quyết định bỏ học ấy. Sẽ không như thế nữa đâu. Bởi vì bây giờ mình đã biết là mình có gì, cần gì rồi. Khác lúc trước nhiều lắm. Thật không? Thề danh dự đấy. Đùa mãi thôi. Ok. Đùa ai thì đùa, chứ với Oanh thì không nhá. Thôi, tớ về đây. Cậu đi nấu cơm cho bố đi. Này, nhớ trông nom cún con cẩn thận đấy nhá. Được rồi. Oanh ơi, mình bảo này. Cậu cứ đi học, cứ đi làm thêm, nhưng đừng có quên mình, được chưa? Này, ra lệnh đấy hả? Không, đề xuất thôi. Thế thì còn phải xem xét đã. À, này. Có cái này cho cậu. Cho mình á? Mình để dành mãi. Mấy lần định tặng cậu nhưng mà cứ ngại. Thế sao bây giờ lại không còn ngại nữa? Vì mình biết chắc lý do để có thể yên tâm rồi. Tự tin ghê. Này, đây nhá.
Đây là khăn thổ cầm dệt bằng tay đấy. Mình đặt mua của người thợ rồi. Chú mày cứ ở đây với ta, mình cùng cố gắng ngoan nhé. Ta sẽ kể những chuyện của ta cho chú mày nghe, rồi là đưa chú mày đi dạo nữa, cả đi shopping nữa, nên đừng có mà buồn nhé. Tiếng bước chân chậm chạp của ông Thanh đi vào. Tuấn này. Dạ. Hôm nay con không phải nấu cơm nữa. Để bố ra ngoài ngõ mua ít thịt quay, bún và canh măng về. Hai bố con mình ăn chiều. Con không phải lích kích cơm nước làm cái gì nữa. Bố lại muốn đổi món ạ? Với lại, bố biết con thích ăn thịt quay và củ kiệu muối. Đã lâu rồi, bố thấy mình chưa chiều chuộng con. Dạ vâng, dạ, con cảm ơn bố ạ. Tuấn này, con ra đây. Hai bố con mình nói chuyện một chút. Có chuyện gì mà bố lại muốn nói với con đấy ạ? Cũng không có gì đâu. Chỉ là bố muốn con thông cảm cho bố về những chuyện trước đây thôi. Có lẽ bố chưa bao giờ thực sự hiểu con cả. Bố luôn muốn con làm theo ý mình. Vì vậy mà bố chưa thể giúp con trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Kể cả khi con vừa mất mẹ, bố đã quá cổ hủ. Bố ra trường và bố... Kìa bố. Bố chưa phải là một người cha tốt mà con cần. Không, bố đừng nói vậy ạ. Chính con mới là người vô tâm. Có những lúc con chưa thực sự để ý xem bố mong muốn điều gì ở một đứa con trai như con ạ. Bây giờ cuộc sống đã khác nhiều, và bố đã là một kẻ lạc hậu trong mắt các con. Bố phải thừa nhận điều đó. Nhưng bố cũng mong rằng từ nay về sau, con có thể nói với bố về chuyện của con, những điều mà con đang thấy vướng mắc. Dù cách này hay cách khác, bố cũng sẽ cố giúp con. Vâng ạ. Nhưng mà sao hôm nay bố lại nói với con những điều này ạ? Bởi vì bố luôn muốn là một người thân thiết của con. Thế bố sẽ không phản đối quyết định thay đổi ngành học của con chứ ạ? Bố cũng đã suy nghĩ nhiều về việc này. Và bố thấy ngành nông nghiệp của chúng ta đang rất cần những người trẻ có nhiệt huyết như con. Ôi, bố! Bố thật là tuyệt vời! Bố! Bố cũng đang nghĩ vấn đề là làm thế nào để có thực phẩm sạch, an toàn mà lại ít chi phí. Trong quá trình học, con nên quan tâm đấy. Dạ vâng ạ. Con sẽ thi vào ngành chăn nuôi của Đại học Nông nghiệp ngay trong năm tới, bố nhé. Được, bố ủng hộ. Bố không sao. Bây giờ sức khỏe của bố đã ổn. Con có thể đi đâu, làm gì con muốn trong khoảng thời gian từ giờ cho đến mùa thi sang năm. Nhưng mà nhớ là phải ôn tập bài vở đấy nhá. Vâng ạ. Con sẽ lên trang trại bò sữa, sẽ mang theo sách vở để ôn tập. Và con cũng sẽ mang theo cả chú cún con đáng yêu này nữa, bố ạ. Được, được.